thả ta chả mơ ả chi vừa co nập xa sàn mở nô rung quạt rì khôn lô bà thêm tì bạp ná hào tầng vơ mần bà gặp bây rà bò lô bà thêm tì bạp ná nốc dương nâng tạm bàn tạc ọc nìa bà ảnh chân bà phô bò rà miên bà đang tha lô mau chầm ra ơn bà bà chả bón quạt chìa bà thêm tì nà cô rù bà nà dì găm nâng sầm nòng khai tầm đô gà rì bà quạt bàn phơ ở vầy vầy tam ẩm bơ chất rà bà quạt bà quạt trong đọ nẹ na quạt đọ bà quạt trong xì đây nơi chầm nấy xa có xì bà ấy lần ý đàm bay cầm ao tha tu tu thiên âm che ta dây sông đập sầm lên như là bọn chỉ vì con nếp xa sai mà nô mà tới tới thà tá quạt như vậy vậy là bà sầm chơi như bà cái này nấy mà cái này nấy ba mươi mấy nè ồ anh đang sờ lụa hả dạ anh đang có lụa đây sờ đây lụa chả ra cho đây lụa anh nuôi ba mươi mấy nữa cái này à nuôi năm mươi mấy nè rồi nó làm bay phải lắm sờ đây nè tay thiên thiên đấy thiên tí đây cả ôn lụa đúng không? Anh ấy sạt đây ra muốn đây sạt đây rọt đó, bạn ra muốn đây xa rọt chứ? Cha, bà có đấy mà không biết ở kia chưa biết cho lụa không? Trời, à lâu của anh mà tẹt nhau mày, bà tẹt nhau mày còn môi còn pal mát lên nó sao tập buôn mái đấy này? Ồ, cứ bia bia nắng mà lụa nắng, kê nhìn anh lụa người, kê nhìn anh lụa tầm ơ, sâm ban lụa tầm ơ. Ồ, một pal mát mà sol bay mát chứ? Sao là bay mát chứ này? Ồ, chẳng được biết thì nâng cầm cầm máu, xóa lụa. Ai mơ kháng trong ạp bàn, ạp bàn lôi áo cho anh mình to ba cả lần. Vậy. To ba mình chết ra nha. Mình chuộc nhóm. Chú em ơi, phần ở lại nâng để nhẹ cuộc mặt công. Khi nên nhóm ạp bàn áo lôi kê để mời kinh trái thơ khóc nè. Ồ. Thế đấy, của anh mơ đang mơ, mơ cầm rút thơ đang nè. Ồ. Cầm nhâm sật ạp lôi nè. Chà anh mình hơi khâu kê rồi mà nó. Ồ. Chà anh mình to càng muốn khéo to đây cha nó nâng ta càng muốn. Chà hai đọc phê chân tư. Đây môi sao cho đây đáy bàn tay vừa vừa cắn cho đây hả. Mấy thứ mình anh mình hơi lôi kê nha. Thì mới thách thơ mà lơ tê. Anh chẳng thàn cho rò lôi á. Ba mình ao đi đôi. Thay đây thuộc anh sao ta ao ghê thiệt đấy. À lanh, trời lanh mà đo lanh nữa. Đây nhóm ạ. Ờ, thơ đại khát. Ai mình to cả lắm mình chứ to ba mình to ba thân chắc đấy cái thằng ở đây thử ai phòng đáp tia thư lực bén cái tàu chuột lắm rồi trà lâu quay mới xong hàng kia xong hàng hàng mấy cái lạc bán cả đâu lạc bán ô bò cho anh cao được bốn một phần mai phần mai nó sao là phần mai si ở bay mai bạn cho anh ấy một phần mơ nó lộ màn mai nó lộ đọc rồi nó là màn mai phần mơ tiền tập mai nè cả biên ngày mỗi trên khẩu cả hay hay phải thiên tin nhận độ to là mà phần mai sọt bốn xí bay ấy sừng kẹt cả đá đấy nè và anh mình đang to quá mà bán ấy xí vẫn đang rong thoảng những cả bán ấy vùng rong thoảng cái máu của bò ấy và của xí xí bên tích đá mà chân cọt lụa thằng o đang sập thiên tí lụa thằng o sập thiên tí lụa thằng o mà phăng được không anh út bay phăng đang pin phăng đang lụa ta học lấy bác sơ là ta học tin thằng o ta học còn thêm không, không ấy ta học thêm không ấy, thêm không ấy. Ta học đằng này. Đằng ấy thêm không tháng sáng, bạn tình bạn là con ở đây, mà chùa đi được ai chưa chưa, chùa đi được ai chưa chưa. Tiền tỷ lộ được không? Cái này mà cái này nấy, ba mươi nè. Ồ, nâng sàn lộ được không? Dạ, nâng có lộ đây. Sổ đây lộ. Trả ra cho đây lộ. À, nụ, phần mơ nữa cái này à? Nốt năm man mơ nè. Bà nâng hỏi bọn ôn ở chi vị bà con nơi xa xa mà nổ rung quạt ba mươi bà xa tha bê đẹp xa nâng xe tư bà chẳng hỏi bê đẹp chồng vĩnh cư lô bà thêm tí mau dùm ra nâng quạt ban tới chấp stong bà bà chìa bà rọt bà bà chi vị con nâng nẹ khlác mê bà bà mát quạt ai tạ buôn mát nẹ khlác mê bà bấy mát quạt ai bấy mát để chẳng tạm bơ chất bà quạt hỏi quạt vô ở đây nơi xót quạt chạy thiên lụ bà chẳng hỏi bà chi vị con quạt nọ mê bà tạ rương nâng bắt tay ở vây đờ rương sầm khán mỗi tiết cứ nơ pê thamay thamay cửa lõ mà đi lục mau chậm rán bàn đọ lục nu xà rên đại chiếc bật thiên một tí phu một ba sọc cây sẽ má đọ đại ắt tần nọ bắt tèm đòn cứ thát đọ hói
គឺនាំគ្នាទៅយកត្រាពីគាត់ទាំងយកទៀតបាទបាទនេះគឺមិនដឹងថាការដកហ្នឹងមានការឯកភាពពីអាបាខេតឬក៏អីអ្នកណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើដូចជាស្ងាត់ស្ងាត់ណាស់បាទគឺថាដកដោយអត្តនោមតែម្ដងដោយមិនអោយលោកនូសារ៉េនតវ៉ាអីទាំងអស់គាត់ថាដឹងតែដកយកមកត្រាយកមកទុកនៅមន្ទីរបាទបញ្ហានេះលោកសារ៉េនកំពុងតែធ្វើការតវ៉ាហើយក៏អត់សុខចិត្តទេគាត់ថាលោកប្រធានមន្ទីរធ្វើនេះវាហាក់បីដូចជារំលោភលើសិទ្ធិមន្ត្រីរាជការពេកបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងគាត់សនុពរទៅលោកអាបាខេតមេតាមើលទាំងវើមិនប្រក្រតីរបស់លោកម៉ៅចម្រើនបាទបញ្ហាស៊ីដាច់ដីផ្សារនិងបញ្ហាដកលោកប្រធានមន្ទីរភូមិបាលោកប្រធានភូមិបាលស្រុកកៃសីមាចេញនេះគឺថាគាត់អាងអីបាទមិនដឹងជាគាត់អាងអីទេបាទគាត់ហ៊ានដកមនុស្សដោយកំរោលបែបនេះបាទអញ្ចឹងពីលោកភូមិបាលអញ្ចឹងហើយភូមិបាលស្រុកបាទបាទគាត់កាន់កាប់នៅការងារនឹងផ្សារហ្នឹងដែរហើយគាត់ទទួលខុសត្រូវនិយាយចំទៅអាក្រុមការដឹកនាំរបស់គាត់បាទបាទគាត់ថាអញ្ញាធរដែនដីបាទប៉ុន្តែលោកប្រធានទីនោះត្រូវគាត់សម្រេចដោយអត្តនោម័តឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺហាក់បីដូចជាគេហៅថាដូចជាអត់មានការព្រមានហៅមកណែនាំលើកទី1លើកទី2ឯណាប៉ុន្តែយើងបានទទួលដំណឹងថាហៅមកដកភ្លាមភ្លាមមកដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងហើយទៅដកទាំងយប់ទៀតហើយទៅដកទាំងយប់និយាយចំទៅផត់ម៉ោងរដ្ឋបាលបាទបើផត់ម៉ោងរដ្ឋបាលបានន័យថាលោកបាទប្រធានមន្ត្រីនឹងគឺមានអវ័យជាអាចកំបាំងអំពើពុករលួយហើយបាទព្រោះចង់បំបត្តិមាត់ហើយអានេះបើសិនជាគាត់អាចចូលលក្ខណៈមួយទៀតគេថាយើងគាត់ថាអ្នកស្រុកបាទអ្នកស្រុកខមមិនមកទេគេថាបើសិនជាអាចមានលក្ខណៈមួយទៀតបើគាត់មានសិទ្ធិអំណាចខ្លាំងមែនទែនគាត់អាចសម្លាប់ចោលបាត់មាត់យប់មិនយ៉ាងបាទយប់វាចូលលក្ខណៈដកត្រាវាហាក់បីដូចជាទៅសម្លាប់ទាំងយប់ដូចគ្នាបាទនោះអ្នកស្រុកគាត់បានពំនាំនឹងការចងល់ទាំងនោះមកមកធានាយើងហើយក្នុងសារបាននៃរឿងនោះលោកយេតាបានផ្ដល់ហើយហើយក៏មានបន្តទៀតនៅឯកសារសម្ងាត់ផ្សេងៗបាទបាទអញ្ចឹងរឿងការដកលោកនូសារ៉េនចេញពីប្រធានភូមិបាលស្រុកកៅសីមាដោយតក់ក្រហល់នេះគឺមានការរិះគន់ជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋគេនិយាយថាលោកនូសារ៉េនគាត់ជាមនុស្សល្អណាស់នៅក្នុងស្រុកកៅសីមារឿងអីលោកប្រធានមន្ត្រីម៉ៅចម្រើនទៅដកគាត់ដោយអត់មានឆ្លងយោបល់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយដកតែកំរោលហើយទៅយកត្រាទាំងយកទៀតហើយលោកប្រធានភូមិបាលស្រុកកៃសីមានេះប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអាជីវករគេស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែលោកម៉ៅចម្រើនខ្លួនឯងទេដែលស៊ីដាច់ដីនៅផ្សារហ្នឹងហើយមានប្រជាពលរដ្ឋក៏តវ៉ាហើយជាខឹងខឹងលោកប្រធានភូមិបាលថ្នាក់ក្រោមអត់ជួយទប់ស្កាត់អញ្ចឹងដកគ្នាទាំងយកបណ្ដោយបាទអត់ជួយទប់ស្កាត់បានន័យថាអ្វីដែលបញ្ជូនឯកសារពីសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអាជីវករនោះទទួលបានហើយគាត់ក៏បានបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើលើកលែងតែឯកសារមួយចំនួនដែលមិនគ្រប់គ្រាន់គាត់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាឲ្យបន្ថែមនេះបន្ថែមនោះមកឲ្យយើងតាមក្រោយហើយក៏គាត់បញ្ជូនទៅប៉ុន្តែតាមដំណឹងបាទតាមដំណឹងរសើបគឺរសើបមែនតើហ្មងថាប៉ះស្រាវបាទប៉ះស្រាវគឺខាងលោកប្រធានមន្ត្រីនឹងមិនបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ជាមួយនឹងលោកអភិបាលខេត្តឬក៏ឡើងមកក្រសួងទេគឺបានឲ្យគាត់សំងំហើយដកយកតែឲ្យថាធ្វើម៉េចទម្លាក់បាទទម្លាក់លោកអភិបាលប្រធានភូមិបាលប្រធានភូមិបាលបាទធ្វើម៉េចរហូតកាលាតែទម្លាក់ប្រធានភូមិបាលព្រោះប្រធានភូមិបាលលោកដឹងថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងនឹងខ្លាំងមែនតើបាទបាទខ្លាំងមែនតើព្រោះរាល់កិច្ចការទាំងអស់លោកប្រធានមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យគាត់ទៅធ្វើរួចហើយដើម្បីប្រហែលជាការលុបបំបាត់កុំឲ្យមានស្នាមបាទទៅដកត្រាទាំងយប់ដើម្បីដកគាត់ឲ្យអស់ពីតំណែងការងារនៅហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពអីត្រូវដឹងរឿងតទៀតទេបាទរឿងនេះដូចជាមានព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានបង្ហាញហើយក្នុងនោះឯកសារនោះក៏ចាប់ដើមធ្លាយមកធានាដែរបាទអញ្ចឹងរឿងនេះយើងនឹងលើកទៅផ្សាយថ្ងៃខាងមុខទៀតហើយមានឯកសារជាសម្លេងដែលលោកប្រធានមន្ត្រីបែបបំរុងនឹងដកលោកភូមិបាលហ្នឹងគឺដើម្បីបំបត្តិផតាំងគឺថាពេលដែលអស់ទួលនទីអស់បនស័កទៅគាត់អាចឆ្លោយដាក់បានសេចក្តីបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានលោកប្រធានមន្ត្រីភូមិលោកប្រធានភូមិបាលស្រុកកែសីមាគាត់អត់សុខចិត្តទេគាត់នឹងតវ៉ានឹងថ្ងៃខាងមុខហើយឯកសារទាំងអស់នេះរូបភាពវីដេអូសម្លេងគឺទូទេអមមានអស់ហើយបាទរក្សាទុកបាទរក្សាទុកសិនថាចាំមើលលោកម៉ៅចម្រើនធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសតទៅទៀតហើយធានមយើងបានខលទៅសួរបញ្ជាក់គាត់បាទប៉ុន្តែគាត់បែរជាឆ្លើយយ៉ាងផ្លូវថាចលវលបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសហការីជួយដាក់សម្លេងដែលទូទេអមបានខលទៅគាត់នៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះបាទសូមអញ្ជើញដាក់បន្តិចមកបាទ
Alo, chị Mỹ Xu, lúc chị Mãn. Bà. Bác chăm call bị tụt tụt thì anh âm tới luôn. Bà. Bà, xong xong đồng khan lúc thích bán luôn ạ. បាទអរគុណបាទអរគុណចឹងបាទប្រិយមិត្តបានស្ដាប់ហើយគឺថាមន្ត្រីដែលថាមន្ត្រីគ្រប់ទៅទៅតែអញ្ចឹងបាទស្ងោជាអញហើយដាំដោះទៀតបាទអ្នកអត់ខ្សែតទេលហ្វូនសួរគាត់សុំពេលវេលាត្រឹមត្រូវតែគាត់ថាគាត់ជាប់ប្រពន្ធបាទបាទយើងសុំតែតិចអត់បានទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងទៅសួរអ្នកណាទេប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានក៏ដូចជាអាជីវករគេបានយល់អញ្ចឹងបាទនិយាយថាលោកប្រធានទីកំពុងតែធ្វើកិច្ចការមិនប្រកដីច្រើនណាស់ បាទគឺនិយាយចំទៅប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអាជីវករគាត់ថាអំពើពុករលួយរបស់ប្រធានមន្ត្រីហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើបាទគៀបយកលុយពីគាត់បាទគៀបយកលុយពីគាត់ដោយតាមរយៈប្រើជាកូនចៅរបស់គាត់នៅក្រៅអាវាតបាទមានភូមិបាលអីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយឲ្យតែនៅក្រៅគាត់ប្រើឲ្យធ្វើការជំនួសការងារបស់គាត់ហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់ដឹងនោះគឺភូមិបាលហ្នឹងប្រហែលជាដឹងរឿងច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់កម្ចាត់ភូ
năng thì xa bỏ quạt hay dương tập trung tam đan to là tiết tha ta lô cầm bông ta cầm bật ẩm bơ bông lôi nước chấm to năng bỏ xa bỏ đó thay thay bỏ bỏ xa miền bỏ sầm đại để cho hôn sai để lô ban bản chia và bản chia ở áp bị bớt xa năng cô đau năng cầm ai miền tầm nọ và hay chui bản chia bỏ rót chia chi bỏ con ai ban lụa ai trầm tư bỏ con nơi bỏ man nơi bản năng tư nè và hay đó là pê là lấy lô của thiên tì năng bà quạt do bỏ kê nó chẳng xong mà gì hết chẳng xong mà mua lại đấy bỏ quạt ăn nó mát bỏ kê bằng phần mát còn tục ở buồn mệt bỏ kê bằng bay mát còn tục ở buồn mệt và bằng phần mát tục ở bay mệt thì chẳng thử sẽ cho chọn kết hay còn là sau bỏ man đây cái thằng sau đây thì nên nó cứ quạt chập đám về luộc hay quạt ca sang sau rồi bỏ quạt bởi dương kết mới cứ quạt này dễ bay chứ mà nụ quạt chừng này đông tràn mua lại đấy nè sau ba này dễ tha quạt ăn ban kết bị ti tăng chấm nót lan chấm nót mà tô thì mẹ thưa ca cho đi bà con cất ở ứng đây luôn mòn bà cứ lôi hồ châu chấp 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 bà chấp bà phong phong họp bơ được là bà chấp bơ mặt giấy bà tìm xá vì nó dễ trong đất xa bà bịa thạp xa mà mắt lộ đại chứ đó là bê chấm nô rộp mơ nó lá rưỡng ấy con mình sẽ bạt chắc là đi bỏ anh nhà nó bỏ anh chạy chạy chê ở lời đàm bây bật mọt và thiên phùng bà lắng thời thơ giang mách thời tới đọ tra phim không ai còn càng cáp anh đọ tu một tí đồng này liêm anh có thiên tí anh đọ mà man ban mà năng năng hơi chẳng xông ao đâm chia sẻ para nông niêm chia rót một tay cái xuồng riệp chom đan đây nó cô rupa này cam sầm nong ba mươi tám mươi từng vơ mình pro đây là bao lục mau chầm ra đi phong ba rước ấy quạt đọ lục nu sà ren đại quạt cầm bung thành sẽ cam ca nghe nên được không sốc cay sẻ má năng rước ấy đọ do tra nghe từng dục ba hãy đọ đại ắt từ nào mắt bẩm phong ba chứ ba phu một ba miên do tra từng dục bà cho bà bà tê khám ai miễn đo từng dục rồi bà tê sẵn khuyên kê bà ca từng dục bàn bà kê tờ thơ ấy từng dục bán cứ dùm nhập này con tọc thơ hay ni xì vơ lơ xa răng bà hay đây bàn ta đo từng dục miễn ăn cầm băng nhàng nà bà chân sẵn khâm tha ai à đông chi dập hà ra nâng chất bị thiên ca này chi bằng toàn bà cầm oi rương nâng về tàu chi rương thì hạt chạy tàu để chạy tàu bình pro ấy nhưng đang thả rương nâng cực đau à cả nà cả đau bà sân chi bà to và bà to oi bia đại đồ ông tới ba đây tha bẩm plek mà nô đại thưa ca là môi chụp nô được nòng nô thưa ấy quạt bạt bằng ca nghe thì môi tí pi ao nập hiếp này cần để dùng bỏ quạt tiền đòi pịa thả đỏ và đỏ vào mắt vì chỉ porot cất ca theo mình cất cất tha mà nước on à bàn tay à đỏ từng dùng đúng mền on này ba nẹt đỏ đúng mền on ba rồi ấy ăn cà rốt chứ ba cô con ăn chè chứ ba bà con chè chứ ba con mền đỏ từng dùng ấy miếng hướng ấy thằng đỏ từng dùng chấm lại ấy lớn đi, à chi vừa co nếp xa sai mà nó đúng quạt ban thì dây háo quạt tháp bờ sân chia lô bờ thêm ti mau sập rào nắng mình bậc cô tuổi ti aoi từ lô nu sờ rén hơi cứ mình bậc cô tra ao với tê cứ à chi vừa co thằng ót non đẹp bà bao hết đằng hơi bà về nắng lô cà phê cái ấy bà mấy miên là tô môi mà rồi na tiết lưỡi sắp sắp lưỡi sắp sắp thằng bà mà sẽ lắc mà rồi mình lắc mà rồi mấy đâu nâng chạm tông thì phi chạm đặt ở quan tâm mười ai sáng nè bà biết gì đâu tâm trời bà lấy dân tốt anh hướng mà like bà hay mi đây to tâm trình bà ở lớn đấy dân châu đó bỏ là miền tị bốn cứ xong bà cô tới ở lục phía đất chắc bà con lục chuyện ta